Lô. Ok anh em ơi, hiện tại mình đang trả giá một cái áo này anh em ơi. Áo này đang rao bán 12 kim, nhìn khá là ok anh em ơi. 12 kim. Giao dịch này ông ơi, cái áo này mình mua 9 kim anh em ơi. Đâu tiêu rồi, ông mới kêu 9 kim giao dịch này anh em. Ok, ở đâu đây? Phường Thành Đông. Có Phường Thành Đông giao dịch cái áo này mà. Mình trả nó 9 kim nè mà. Tìm cái áo này bữa giờ anh em ơi. Wow, sinh lực lực nhìn khá là đẹp. Đó, sinh lực 30, lực 80. Quá chắc anh em. Ok nha. Anh em xem video này đừng quên ủng hộ một like chia sẻ nha anh em ơi. Hôm trước định bán đồ để chơi vào đang mà mua giờ đang chưa có anh em. Nên là thôi giờ xem biết đồ lại chơi tàng tàng đánh tống kim này nọ với anh em cũng vui nha anh em. Ok, cho một like chia sẻ giùm nha. Yo, một cái áo quá chắc. Quá chắc anh em. Lại lên đảo. Đường nào phải tốn tiền lên đảo lần nữa nè mày. Nói chung mình em thấy mà đâu. Mình lên đảo như cơm bữa nè. Mình lên đảo như cơm bữa luôn nè. Rồi ok. Đó. Giờ sắm thêm ít đồ nữa, lên đảo lần nữa nè. Một ít đồ mình chưa ưng lắm như là bao tay nè. Bao tay với giày, bao tay đó mình tìm bao tay nó ngon ngon tí nữa lên đảo luôn nha nè. Tay này thì chỉ có nỗ lực thôi, chưa ưng lắm. Đó. Thầy dùng áo này quá chắc nha nè. Ok. Quá chậm. Đừng quên cho một like chia sẻ đỡ Khải ủng hộ Khải nha anh em. Đây đây Khải bình thường Khải này.